Có nhiều bạn nghĩ rằng Sun luôn vui vẻ, cảm giác như Sun luôn có một cái nguồn năng lượng nào đấy khiến mình không thể nào buồn được. Nhưng mà thật ra thì Sun cũng giống như tất cả các bạn thôi, cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi, cũng có những lúc cảm thấy chán nản và không có bất cứ một cái cảm hứng nào mỗi sáng thức dậy. Và mỗi lúc như thế thì Sun tự nhủ bản thân mình rằng mình phải làm một cái gì đấy, mình phải làm một điều gì đấy để có thể tự lấy lại động lực và tự khiến mình cảm thấy vui. Và đây là những cách như vậy. Điều mà Sun thường xuyên làm khi mà mình ngủ dậy và mình muốn có một cái động lực nào đấy thì đấy là trả lời những câu hỏi. Sun sẽ trả lời những câu hỏi về chính bản thân mình và viết ra trong một cuốn sổ. Đây cũng là cuốn sổ mà Sun thường hay ghi nhật ký hàng ngày đó. Và những cái cảm xúc của mình cũng hay ghi vào đây. Và nếu như mà để trả lời thì Sun sẽ hay đặt ra những câu hỏi như là: cảm xúc sáng nay của bạn như thế nào? Điều gì có ý nghĩa nhất với bạn trong cuộc sống ở hiện tại? Nếu như không có bất cứ điều gì cản trở thì ngày hôm nay bạn muốn làm gì? Một điều mà bạn cảm thấy tự hào về bản thân mình của ngày hôm nay, một người mà bạn nhớ đến trong ngày hôm nay và rất muốn trò chuyện với họ là ai? Sun vẫn thường trả lời những câu hỏi như thế. Sun viết ra giấy như thế này, từng câu một. Và thật là thú vị ở chỗ rằng là như kiểu nó nhắc nhở chúng ta về cái cuộc sống hiện tại của mình vậy đó. Đôi khi chúng ta cảm thấy nhàm chán tại vì chúng ta thấy là mình chẳng có gì hết á, chẳng có niềm vui, chẳng có ai bên cạnh, công việc thì không có gì hứng thú. Vậy nên là cái cảm giác kiểu không có gì để cố gắng, không có gì để nỗ lực ấy, nó sẽ bao trùm lên cái suy nghĩ của chúng ta. Và nhờ việc trả lời những câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ tự mình liệt kê ra được điều gì có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta đang cố gắng vì điều gì, chúng ta đang có những ai ở bên cạnh, chúng ta cảm thấy vui vì điều gì, chúng ta vẫn muốn làm điều gì trong cái cuộc sống này. Vậy nên đây cũng là một cách rất là hay để chúng ta có thể ghi lại và tự giải đáp cho mình những câu hỏi và tự nhắc nhở bản thân mình trân trọng những gì mà chúng ta đang có ở thời điểm hiện tại. Make up cũng là một cách để chúng ta có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn, tự tin hơn nữa. Bình thường có khi là Sun không ra khỏi nhà nhưng mà vẫn make up lên một chút, không vì lý do gì cả. Mình muốn là trông mình có thể đẹp hơn thường ngày một chút. Rồi là thỉnh thoảng cũng sẽ lên story trò chuyện cùng với các bạn. Nhiều khi chúng ta thức dậy với một cái gương mặt mà nó hơi mệt mỏi, hốc hác như thế này thì có thể là chúng ta lại cảm thấy chán hơn. Vậy nên là kể cả khi chúng ta không ra ngoài chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể make up, trang điểm một chút. Bình thường thì Sun không dành quá nhiều thời gian để make up đâu, chắc là chỉ khoảng 30 phút thôi. Có khi thì mình chỉ bôi thỏi son là xong. Nhưng mà nếu như ngày hôm đấy mình cảm giác là mình muốn dành nhiều thời gian hơn để make up chẳng hạn thì có thể là 30 phút, 1 tiếng gì đấy. Cũng màu mè lắm, kiểu đắp mặt nạ các thứ để cho nó ẩm rồi bắt đầu mới make up cho nó tệp vào da. Đây là một loại cushion mà Sun rất là thích, nó là của Suwassu, dòng Snow White Brightening Cushion màu số 23. Nó dường như là tệp vào da của mình luôn. Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần một chút cushion, một chút kẻ mắt, rồi là kẻ lông mày, rồi là bôi son nữa là đã tự tin hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần mất một chút thời gian nho nhỏ thôi nhưng mà trông khác hơn lúc nãy rất là nhiều rồi, đúng không nào? Một chút mascara, một chút son, tươi tỉnh hơn rất là nhiều rồi, và nó sẽ đưa lại cho chúng ta những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Một tip cực kỳ hữu ích nữa đấy chính là chúng ta sẽ tìm ý tưởng ở trên Pinterest. Chúng ta sẽ đọc những câu quote motivation, những lời nói mà nó tạo động lực, và những ý tưởng ở trên này thì chúng ta sẽ cảm giác là có nhiều năng lượng hơn rất nhiều. Đây là app Pinterest mà Sun vẫn hay thường vào. Và ở trong này thì có rất là nhiều những cái ý tưởng và những câu quote rất là thú vị để chúng ta hoàn toàn có thể tạo cảm hứng cho chính bản thân mình. Như các bạn có thể thấy ở đây nè, rất nhiều. Có cả những bức hình, rồi có cả những ý tưởng, bất cứ những cái gì bạn cần thì nó đều có trong Pinterest. Cũng giống như Google ấy, thì Pinterest nó như kiểu là dạng tìm kiếm hình ảnh. Ở Google thì chúng ta thường là tìm kiếm link hoặc là tìm kiếm những thông tin gì đấy, đúng không? Nhưng mà Pinterest thì nó sẽ chuyên về hình ảnh này, về những cái ý tưởng, về những cái mood board, những cái hình ảnh rất là đẹp mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm theo những cái keyword mà chúng ta thích. Các bạn có thể thấy là ở trên này là một vài những cái keyword mà Sun vẫn hay thường tìm, như là bullet journal, như là guitar đấy. Ví dụ như đây là một cái mood board, một cái phối cảnh về màu sắc và thời trang. Thì dựa vào đấy Sun có rất là nhiều những cái ý tưởng khác. Bình thường lý do vì sao mà các bạn thấy là những video gần đây của Sun có những cái màu sắc nó đẹp hơn thì một phần là do Sun tham khảo những cái màu sắc mà người ta phối ở trên Pinterest để có thể tự ứng dụng trong cái công việc của mình. Đôi khi mà chúng ta đã có những cái ý tưởng tốt ấy, thì chúng ta cảm giác là có nhiều năng lượng hơn rất là nhiều để mình có thể làm việc. Bình thường khi mà chúng ta chán đôi khi là vì chúng ta bị mất ý tưởng ấy. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có ý tưởng rồi thì mọi thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể tìm theo một cái keyword. Ví dụ như Sun nhé, lúc nào mà các bạn cảm thấy chán nản và muốn có một cái lời khuyên nào đấy chẳng hạn, thì Sun có thể gợi ý cho các bạn tìm là motivation quote. Thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái quote mà các bạn có thể đọc và cảm thấy là vui vẻ hơn, thoải mái hơn một chút. Ít nhất là như vậy. Đương nhiên là không hẳn là lúc nào chúng ta cũng sẽ phụ thuộc vào những cái gì mà chúng ta tìm kiếm, nhưng mà ít ra chúng ta có thể cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều khi mà đọc được những cái câu nói hay, đúng không nào? Như là small step every day, những bước nhỏ hàng ngày. Don't stop until you're proud, đừng có dừng lại cho đến khi nào bạn tự hào về bản thân mình. Do something today that your future self will thank you for. Hãy làm điều gì đấy ngày hôm nay mà bản thân bạn của tương lai sẽ cảm thấy biết ơn vì điều đấy. Đấy là một vài thứ mà chúng ta có thể tìm kiếm để có nhiều cái năng lượng hơn trong những ngày chán nản. Ngoài ra thì cũng có một vài những từ khóa mà chúng ta có thể tìm, như là positive, good vibe. Chúng ta hoàn toàn có thể kiếm nhiều hơn nữa những cái câu quote hay, và các bạn hoàn toàn có thể viết những cái quote này ra, dán lên vision board của các bạn. Đây, vision board Sun có ở đây và chúng ta hoàn toàn có thể viết ra giấy và dán lên đây thì nó sẽ tạo động lực cho chúng ta rất là nhiều. Đấy cũng là một cái cách rất là đơn giản mà bình thường thì Sun cũng dành thời gian để làm để mình cảm thấy là vui vẻ và thoải mái hơn. Nếu mà chúng ta biết cách ấy, thì mạng xã hội hoàn toàn có thể giúp chúng ta vui vẻ hơn rất nhiều. Một tip của Sun ấy, đó chính là chúng ta có thể khen một ai đấy ở trên mạng xã hội. Các bạn có thể xem số lượng mà Sun đang follow thì cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng trên 100 người thôi. Và trong đó thì cũng có một vài người là chồng của mình đó các bạn. Bây giờ thì Sun sẽ vào Instagram của một người mà Sun đang theo dõi mà Sun rất là thích. Là ai? Là ai? Đấy chính là oppa của Thị Xuân, anh Kim Soo Hyun. Anh Kim Soo Hyun thì gần như là bức hình nào Sun cũng đã like các thứ rồi. Bây giờ Sun sẽ vào comment một chút xem nào. Sun sẽ lựa chọn cái video này, video mà anh ấy đã sử dụng nhạc nền là bài Celebrity của IU. Comment một chút nào. Oppa, love you. Thêm vài quả tim nữa. Post. Yeah. Thỉnh thoảng mỗi lúc chán ấy, Sun vẫn hay thường như thế, lượn một vòng Instagram những người mình đang follow ấy, thì mình thích ai thì mình sẽ vào like rồi comment. Bạn xinh quá, bạn đẹp quá, ui em yêu anh. Có một cái rất là hay ở trên mạng xã hội mà chúng ta cũng có thể tìm nữa, đấy chính là những chú chó. Sun thì rất là thích corgi rồi các loại chó dễ thương ấy, thì thường là xem những chú corgi như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là vui, cảm giác rất là thoải mái luôn. Đây, ở trong tất cả những trang Sun follow thì có một trang là Maple and Morty Corgi. Đây là corgi mà mình vẫn hay xem, sáng nào mình cũng xem luôn. Nhìn cái mông của con corgi như thế này có đáng yêu không? Trong cái thế này thì tan chảy, kiểu nếu như mà đang chán, đang buồn ấy thì cũng kiểu vui hơn rất là nhiều. Lúc nào mà cảm thấy là chán một chút là vào nhìn mấy con này là mình thấy mình đỡ chán liền, tại vì nhìn nó rất là ngốc và rất là đáng yêu đó. Rất là ngốc nghếch nhưng mà quá là đáng yêu luôn. Nếu như mà ở nhà các bạn mà có nuôi chó hay là nuôi mèo thì Sun nghĩ là các bạn sẽ có cùng cái cảm giác đấy. Kiểu lúc nào mà các bạn cảm thấy mệt ý thì chỉ cần vuốt ve chú mèo hay là ngồi nói chuyện với cả chú chó, đưa chó đi dạo chơi ở dưới vườn chẳng hạn, thì các bạn đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Ngoài việc mà xem hình cún này rồi là xem hình idol, những người mình yêu thích ấy, thì San sẽ có một cái rất là hay nữa mà San muốn chia sẻ với các bạn, đấy chính là chúng ta sẽ tạo cho mình một cái playlist thật là hay, để khi mà chúng ta nghe ấy, thì chúng ta sẽ cảm giác là có rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực. Nếu như mà chúng ta không có khả năng đàn hát ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cái playlist với những cái bài hát mà các bạn yêu thích, để bất cứ khi nào mà các bạn cảm thấy buồn chán ấy, các bạn đã có một cái playlist riêng của mình rồi, các bạn bật cái playlist đấy lên ấy, các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay San sẽ lên một cái list cho các bạn luôn những cái bài hát mà San thấy là rất là hay và San đang thường xuyên nghe dạo gần đây, và sau khi nghe xong thì chúng ta sẽ cảm giác là có rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực. Hiện tại thì San đang sử dụng app music của Apple để có thể nghe nhạc hàng ngày. Bình thường thì đây là một cái app mà mất tiền nha các bạn, mất khoảng 56 hay là 57.000 gì đấy một tháng, và San đang sử dụng hàng ngày như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào và tạo một cái playlist mới nha, để San xem thử rằng là có những bài gì hay nào. Bài hát đầu tiên sẽ là bài Lucky của Jason Mraz. Đây là một bài hát mà San thấy rất là hay và nghe nó rất là dễ thương luôn ấy. Do you hear me talking to you across the water? Bài hát rất là hay. Bài hát tiếp theo là của một người mà San cực kỳ yêu thích, là một người mà San có rất là nhiều bài hát ở trong playlist của mình, đó chính là John Mayer, bài New Life. Đây là một ca khúc mà có một cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, nó không quá là mạnh, nó không quá là trầm, nhưng mà nó có một cái nhịp điệu vừa đủ để cho chúng ta cảm thấy là có cảm hứng mà không bị mạnh quá ấy. Tiếp theo San sẽ gợi ý cho các bạn một bài hát Hàn Quốc, đấy là bài Cherry Blossom Ending. Các bạn sẽ nghe rất là nhiều ở một vài những cái bộ phim, hoặc là nếu như các bạn xem những chương trình giải trí của Hàn Quốc như là Running Man chẳng hạn, thì các bạn có thể đã nghe bài này rồi. Đây là một bài hát rất là hay và rất là đáng yêu. San nhớ là nội dung của nó là kiểu em bước đến đẹp như là mùa xuân vậy, kiểu hoa mùa xuân, hoa đào đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể thêm bài hát này vào list motivation của chúng ta. Vừa rồi San đã giới thiệu cho các bạn một vài những nghệ sĩ và một vài những bài hát mà San thấy rất là hay, có tiết tấu và nó có thể giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn. Và nếu như mọi người thích thì San có thể là để một cái playlist của mình ở ngay phía dưới phần mô tả để các bạn có thể vào và nghe nhạc mà San đã chọn. Có thể là các bạn đã từng đọc sách rồi, nhưng mà các bạn đã bao giờ thử review một cuốn sách chưa? Cách đây khoảng một vài năm, khi mà San chỉ mới đọc sách thôi ấy, thì thực ra mình cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đấy mình sẽ review sách cho các bạn, chia sẻ những cuốn sách mà mình yêu thích. Nhưng mà thật ra sau khi mà mình cảm thấy là mình muốn chia sẻ một cái cuốn sách giá trị đến người khác, thì mình bắt đầu học cách để chia sẻ đến cho mọi người cái cảm nhận của mình về một cuốn sách là như thế nào. Việc đọc sách nó đã là một cái thói quen rất là bình thường của các bạn rồi đúng không nào? Nhưng chúng ta có thể thử review một cuốn sách nào đấy cho một ai đó. Các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều thứ từ cái trải nghiệm đấy. Ví dụ như là San có tham gia một số những cái group sách ở trên Facebook. Không biết là các bạn có tham gia những group đấy hay không, nhưng mà San vẫn thường xuyên lên và đọc những cái comment của rất là nhiều những bạn trẻ. Các bạn ấy đọc sách rất là nhiều và các bạn ấy chia sẻ những cái cuốn sách mà các bạn ấy thích. Khi mà đọc như vậy thì San cũng tự mình tìm ra được một vài cuốn sách, một vài gợi ý để có thể đi mua đọc. Vậy nên là các bạn hãy thử review một cuốn sách xem sao. Chỉ đơn giản là share trên trang cá nhân của các bạn, trên Instagram cá nhân hay là trên Facebook cá nhân của các bạn, chia sẻ là ngày hôm nay tôi đã đọc cuốn sách gì và nó đã đưa đến cho tôi một cảm giác như thế nào đấy. Biết đâu người ta có thể nhận ra được rất là nhiều những cái giá trị từ những cái điều bạn chia sẻ. Như cuốn sách này thì dạo gần đây thì San đang đọc lại. Cuốn sách này San đã chia sẻ với các bạn từ rất là lâu rồi, đó là Eat, Pray, Love, ăn, cầu nguyện, yêu. Nếu như các bạn mua phiên bản tiếng Việt thì nó có tên là như vậy, còn đây thì là phiên bản tiếng Anh. Cái cuốn sách này thì San cảm giác là nó đưa đến rất là nhiều những cái suy nghĩ dựa trên cái trải nghiệm của nhân vật chính, thì chúng ta cảm nhận được rất là nhiều những cái điều trong cuộc sống của chúng ta đó. Nếu như các bạn không thích những cái kiểu cuốn sách khô khan như là 1, 2, 3, 4 bạn nên làm gì, thì đây là một cuốn sách rất là thú vị để chúng ta có thể tự rút ra được những cái cảm nhận của mình trong cái chuyến đi, cái cuộc hành trình của nhân vật chính của chúng ta. Chỉ cần bạn yêu thích việc đọc sách và bạn đọc một cuốn sách nào đấy, bạn thích một cuốn sách nào đấy thì bạn đã có thể review một cuốn sách rồi. Một tip nữa mà San nghĩ là chúng ta cũng nên làm khi mà chúng ta cảm thấy chán nản, đó chính là dọn dẹp. Chúng ta có thể dọn dẹp lại cái bàn học của chúng ta này, nơi mà chúng ta làm việc, học tập, dọn dẹp lại giường, dọn dẹp lại tủ sách của chúng ta, dọn dẹp nhà vệ sinh. Có nhiều bạn khi mà stress rất là thích đi dọn nhà vệ sinh, San thấy điều đấy cũng rất là thú vị. Hoặc là bình thường thì San cũng hay dọn lại cái tủ quần áo của mình. San rất là hy vọng là với những tip vừa rồi thì các bạn đã chọn ra cho mình được ít nhất là một điều để có thể thử làm và giúp tạo động lực cho chính bản thân mình. Lịch lên sóng video của chúng ta sẽ là tối thứ 3 và tối thứ 7 hàng tuần. San sẽ cố gắng để lên cố định vào 2 ngày đấy. San rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Đừng quên follow San trên Instagram cũng như là Facebook fanpage và nhấn nút đỏ và nút chuông ủng hộ San ra nhiều video mới hơn trong thời gian tới. Cùng hẹn gặp nhau vào tối thứ 3 và tối thứ 7 hàng tuần. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.